Rồi hết máu nha, có luôn rồi, lớp 2 đến lớp 1 nha. Xong rồi, lớp 2 đến lớp 1 nha, đờ phát đùa. Rồi, chú lụm lúa chuối về, Và vâng, và xin chào mừng các bạn đã quay lại với những clip của Vain Glory Việt Nam. Và tôi là... Thôi bỏ đi. Nó hoài mà cũng câu đó, nó hoài, nó riết nó mãi. Chịu khác. Hey. Không chào bạn nữa, vâng. Thì ngày hôm nay tôi sẽ gặp được những cái đồng bọn cũ. Thì anh này... những cái thanh niên nào tôi chưa từng gặp mặt, không biết tên hay không Facebook, không biết gì hết. Nhưng mà đánh với mấy thanh niên này khá là nhiều à, có thể nói là chắc là cung ranh hay gì đó, sắp xếp đánh khá là trôi ở đây. Cứ thanh niên này mà gặp tôi là một và lại hai vô là cười. Đúng là cái đất thật là tròn. Thì hôm nay là tôi sẽ giới thiệu vị trí nó là còn Yuli, Mini thì đến support. Và theo mà tôi đánh Yuli là tôi chơi theo kiểu là một là cả, hai là ngã về không. Thì tôi sẽ không lên đồ support, tôi sẽ lên full phép. Tại vì cái đam mà cái đam full phép của nó khá là thốn ở đây. Vâng, mà chúng ta đang coi cho các bạn qua cướp rừng ở đây, vâng, khá là tuyệt vời. Rồi hết máu nha, có luôn rồi, lớp 2 đến lớp 1 nha. Xong rồi, lớp 2 đến lớp 1 nha, đờ phát đùa. Rồi chú lụm lúa chuối về, khá là tuyệt vời ở đây. Vâng, chúng ta đang có những cái màn đảo đường di chuyển khá là lanh lẹ, kinh khủng không, ghê không? Tôi nghe là tôi ghê rồi đó. Vâng, và hiện tại là đang có một thanh niên đang ngồi hóng tôi bình luận. Vâng, khá là tuyệt vời. Thanh niên đó cũng đánh Vain Glory cũng hơi là chặt trong hụt hụt đó nha. Anh ấy đã cho một sâu quá và anh ấy rút ra không kịp. Và anh ấy thôi là mà anh ấy tôi bị bắt bỏ tang tại trận. Chúng ta đang có những màn cướp rừng ở đây. Ăn được một lần thì lần sau qua ăn tiếp. Đó, tuyệt vời. Độc nào, qua cướp hết rừng của nó nào. Rồi nha, sụt hết, cướp hết rừng nha. Đừng bỏ sót một cái gì cả. Qua luôn đó, tới rồi nha, chọt cái cho hụt hư cấu kìa. Rồi, hụt cũng chết nha. Rồi nha, lớp 3 quấn với lớp 2 nha. Đờ phát ra, bị gấu không. Tao lớn hơn đó. Ba bốn cái lớp hai rồi bò ra chù này ha, lần này anh ấy qua từ để không có từ chết thì từ vâng. Và tụi con đang có cái màn nấp trong bụi, đang có những màn quay tay vãi cái nhái. Vâng, và lên ta lên hỗ trợ đẩy trụ thôi. Việt Nam Pro tái xuất rồi. Hay quá. Sao mà chơi theo cái đấu đánh Việt Nam Pro là khá là hoành tráng luôn. Mà có tôi hỗ trợ nữa thì thôi rồi lượm ơi. Rồi nha. Hiện tại là tôi vừa thôi chắc đi về phân rừng. Chứ không có đủ cấp lên level 6 sớm thì mới có thể chơi được tụi nó. Rồi nhà quyết định bán luôn nha, lên phép luôn nha. Tới nào các bạn. Rồi nha, nhảy qua luôn nha. Được. Rồi chuối, một chuối nè. Rồi nha. Đùa nha. Đờ phát hay gì vậy? Chạy rồi, chạy lại cùng nha, chạy rồi. Đờ phát chạy làm con khi kia nha, đờ phát. Tôi chạy rồi. Rồi nha,
không phải chạy đâu nha, giỡn cho vui thôi nha. Đờ phát tôi quýnh tôi bao giờ tôi chạy đâu mà mấy ông cứ nói tôi chạy, tôi quýnh nó bao giờ chạy thôi á, tôi lùi lại thôi rồi nha. Tại đừng có ngoài cướp rừng ở đây nha, đờ phát xếp chết luôn nha. Đó rồi ăn luôn hàng này. Én đùa nha. Ôi trời, lên level 5 khá là nhanh, xếp bọt và lên level 5 khá là nhanh, ngon rồi đó. Có anh nào đập bơm đây không? Không có. Rồi nha, đằng mè chúng ta đang có màn đằng mè đây nha. Rồi nha, đùa nha, chết nha, xong rồi nha. Chạy à, trời nó chạy như marathon á thường. Trời ơi. Rồi nha, đừng ngon mày, đừng ơi, đừng ngon mày, đừng ngon mày, đập chết nè. Ê, lát. Đùa nhiên, đâu phải đứng đó sợ mấy ông đâu. Ờ đi từ đó mình đi ăn quái, ăn quái chỉ mất cái máu này. Ôi đờ phát nó cướp à, đờ phát nó cướp vãi đạn nha. Rồi nha, lớp 5 đánh lớp 5 nha. Trời ơi, chơi ngu rồi. Hay quá bạn, hay quá. Đến như thế này không thể thua rồi. Ăn nè, đờ phát cứu tôi phụ ăn kìa. Trời ơi, sao ông nằm luôn bụi rồi. God, chắc ai gọi điện thoại nhá máy, nhắn tin rồi em yêu vợ kêu vậy trả bài rồi, chết rồi. Đờ phát rồi, đúng rồi. Đang chơi game vợ cái tự nhiên nó kêu anh ơi đừng chơi game nữa, quanh vô đây trả bài với em, chết rồi. Còn ông kia, ông thằng kia nằm một chỗ bảo multi luôn. Rồi nha, bắt bò lạc nha. Không có chuyện đùa. Đờ phát nó sẽ tuôn mất bài nó multi à. Rồi. Trời ơi, thù oán gì ai thì nói một tiếng. Ôi sao rồi, trời ơi, ông này bị liệt dương công tử rồi ta ơi. Ông trả bài có 1 phút một à. Trời ơi, rồi. Làm một chuối nữa đi. Sao lại dễ dàng dữ ta. Hay là hay mấy ông này ông chơi cái chiến thuật kiểu như là của thằng Quách Thành Vũ á. Của ông Vũ, ông cũng là ông Liên Minh á, là ông chơi thuộc là thiết cho đội bạn chủ quan ta. Nghi lắm mẹ. Đâu rồi tôi nghi lắm à. Ủa không sợ đâu. Rồi chúng ta rồi xong rồi. Này, tim. Rồi nha, lượm một chuối nha. Hay quá bạn. Quá, bạn cũng hay quá. Bị Nam Bờ Đồ nhập rồi. Rồi nha, đều phát chạy hữu nè. Và một pha băng chủ khá là nuột. Wow, mình có các bạn đứng đây me nhảy dây các kiểu, wow, khá là tuyệt vời. Và chúng ta thì nói ra là ta thì hiện tại là vui đang tưởng mem thì vui của mình chơi không phải là vui như người ta. Không có cần những thanh niên có phải là chăm chú cài cầm cho lắm ta. Cần là các thanh niên mà. Rồi nha. Ulti ăn luôn nha. Đợt phát không chết nào hết. Thì ăn được không đi đi.
rồi nha. Nét hình tròn là tôi tới đây, tôi tới đây. I'm coming, tôi tới đây. The fuck you. Rồi nha. Chạy hộ nha. Tôi nữa kìa. Mày. Hay nha, rồi nha, lệnh một chuối nha. Chạy tàn hình đi đâu rồi? Rồi nha, tàn hình nha, lụm một chuối nữa nha. Tàn hình bay bả. Tàn hình thôi, lắm chạy ngược về phía trụ của tôi chứ, chạy vào đó tôi biết rồi. Tàn hình đứng im ngay chỗ đó luôn, nó đi ngang qua là nó không thấy mình. Rồi nha, lụm một chuối nữa nha, biết dữ vậy các bạn. Rồi nha, lớp chín đánh lớp bảy nha, nhỏ hơn ai lớn hơn nha. Lớp chín đánh lớp bảy nha. Rồi phát luôn kìa, được phát để xuống chạy. Rồi nha, chọt cái nha. Rồi nha, nhảy đi dễ tôi đơn giản. Ăn nhanh nào, nó ra là chết nè. Rồi hiểu luôn, đờ phát làm chậm luôn rồi. Rồi ulti luôn rồi, xe tôi luôn rồi, rồi xong luôn. Lớp 9, nó lên lớp 9 nó quýnh với tôi kìa. Trời ơi, đồ thế này, đồ xích bọt, đồ dày thôi, quýnh ai chịu được nổi. Rồi nha, lớp 9 quýnh lớp 8 nha, lớp 10 quýnh lớp 8 luôn nha. Trời ơi, mấy ông đè đầu, mấy ông ăn hiếp mấy nhỏ không kìa. Ôi, đánh dày đánh gì. Cái này chắc tôi phải AFK quá. Trời này, AFK nó bắt cây nè. Sợ không có tôi, mấy ông này đánh hai ông này đánh hết đâm lại chứ. Dễ gì sao đánh đánh ăn rim như con sao được. Ba ông đang phế đồ phát hết rồi. Không cần có tôi đâu. Lụm một chuối nữa nha. Đợt phát hay quá. Thôi hụt nhá. Có đợt phát. Băng của chúng ta đang có cái màn trôi. Tôi trôi tí đi. Thắng nhanh quá. Cũng chơi người ta gọi là chơi không phải fly. Rồi nha, phải học phải đá cái trụ này, đợi phát đập luôn, lên mấy trụ này chết cũng tiếp. Rồi nha, đập nhà nha. Rồi các bạn, giết riêng đi. Tôi cứu cho, đợi phát nó chết bà rồi, xong. Từ phá nhà mấy ông mình đã gấp gáp cái gì. Đờ mà không chết luôn kìa. À ừ, lụm một chuối nha. Cái gì là phải gấp. Thì đó mà chú từ từ. Chú mới trời xích bọt ăn 12 nha. Phát tôi không được phát, tôi ăn nhiều nhất tem luôn hả. Vâng, và chúng ta đang có những cái màn có một thanh niên fan của tôi gọi là tại cái gì để giảm lag để ăn, thì có lẽ là tí nữa tôi sẽ ra tôi chia sẻ sau. Giờ đây tôi nhận đấu anh. Rồi nha. Rồi á, trời ơi, mắc cái cùi chút xíu rồi, không chết nó kìa. Rồi nha, 300+ máu nha. Nhảy qua đây. Thôi đó, bài tôi nuôi nè. Lụm 400+ máu nha. Rồi nha. À, chuối. Nhảy qua luôn nha. Chụp á đờ phát nhảy qua từ. Rồi, xong. Á đờ phát hụt luôn kìa. Mới đùa thì tôi đã tha đồ đứng đứng sùm ở đây chết tôi. Một chuối nha.
Rồi tới nhà nó, ông phá nhà nhưng nó cứ được nó đập thôi. Chuyện vô tình đơn giản. Tiện gì bắt đầu. Giờ mà ulti hụt cái đã mệt luôn nè. Chạy lên đờ khoát nó không chạy lên. Rồi ulti cái gì ta. Rồi nhà nó bay vào tờ luôn nha. Đờ khoát nó không đùa đâu nha. Nó lấy quả nó đờ khoát chết rồi. Xong ba thằng nó lùi một lớp 12 đánh lớp 9 với lớp 12 đánh với lớp 9 với lớp 11. Tôi nuôi mấy này cho mập thôi, nuôi mập tí tôi vô tôi làm thịt thôi. Có gì đâu, nuôi cho mập không. Hát cùng với anh em luôn. Bình thường tôi hát dữ lắm phải không? Phút du sẽ phút du luôn là nay là làm hết nổi. Mấy em tôi để thông cảm nha. Trời ơi, bắn kìa, nó bắn không gì. Để bắt chúng tôi không đó. Hay quá. Trời ơi, 3 đến 2 mà đánh không lại nữa kìa. Tới ngày I'm coming, I'm Coco, Coco mình rồi. Tôi là chỉ là một người đứng đó chịu sát thương thôi. Vâng, cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của Vain Glory Việt Nam. Nếu các bạn thích video này, hãy cho mình một like.